thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thế nhưng thực tế thì lại vẫn phải nộp thuế. Đây là phản ánh của người dân ở xã Tráng Liệt và nay là thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang của tỉnh Hải Dương đến với Alo Chào Buổi Sáng. Trong khi chính bản thân người dân cũng không hiểu tại sao mình vẫn phải đóng thuế, thì trong vài năm qua, họ còn phải nộp số tiền cao hơn gấp 5 lần so với những năm trước đây. Và phóng viên Alo Chào Buổi Sáng đã về địa phương để tìm hiểu sự việc này. Ông Thái cho biết, năm 2015 trở về trước, số tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp mà gia đình ông phải nộp hàng năm là 13.000 đồng. Thế nhưng từ năm 2016 đến năm 2019, với lý do là tiền thuế được điều chỉnh tăng, thì xã Tráng Liệt thời điểm đó đã thu của gia đình ông và nhiều gia đình khác số tiền tăng gấp hơn 5 lần so với những năm trước. Đến năm 2020, khi xã Tráng Liệt sáp nhập với thị trấn Kẻ Sặt, thì không hiểu sao khoản thuế này gia đình ông không phải nộp nữa. Bỗng đi là năm 2020-21 là không có cán bộ thuế đến thu nữa. Thì sau khi tôi tìm hiểu ra thì các cán bộ của địa phương mới trả lời là hiện nay là tại thời điểm này là gia đình được miễn không phải nộp nữa. Đi tìm hiểu thì người dân mới phát hiện năm 2016 các hộ có số thuế sử dụng đất phi nông nghiệp từ 50.000 đồng trở xuống đối với một thửa đất đều được miễn thuế. Thế nhưng xã Tráng Liệt thời điểm đó vẫn thu tiền của các hộ thuộc trường hợp được miễn giảm, thậm chí còn thu tăng từ 5 đến 7 lần so với trước. Tiền ý thì chúng tôi yêu cầu là làm rõ ra, xem là Ủy ban nhân dân xã để vào đâu, làm sao để công bằng xã hội để cho bà con chúng tôi lấy lại được cái số tiền mà thu lại bất chính, để chúng tôi tin tưởng vào đường lối chính sách của Đảng và nhà nước. Đồng tiền nó không đáng bao nhiêu đối với một cá nhân, nhưng mà nếu như mà cái chính quyền mà thu nhiều như vậy, nó là vặt thật nhưng mà nó là nhức nhối từ cái nhỏ cho đến cái lớn. Vì người ta ăn cắp một quả trứng gà thì nó cũng ăn cắp một con bò. Trao đổi với phóng viên Alo Chào Buổi Sáng, đại diện Ủy ban nhân dân thị trấn Kẻ Sặt cho biết, các tài liệu đang lưu giữ cho thấy từ năm 2016 đến năm 2019, trước khi sáp nhập vào thị trấn, thì xã Tráng Liệt đã chuyển số tiền thuế thu của các hộ dân vào ngân sách nhà nước, tương ứng với số tiền được tính toán sau khi đã trừ đi các trường hợp được miễn giảm theo số liệu trong sổ bộ thuế. Cũng theo sổ bộ thuế này, thì gia đình ông Thái và nhiều gia đình khác thuộc diện được miễn không phải đóng thuế. Thực tế là hôm nay thì mới được nhìn cái phiếu của đồng chí, là như ví dụ như phiếu của ông Thái là có nộp 53.000, còn việc kênh lên hay là 53.000 đấy nó là cái như thế thu về cái gì thì thực tế thì tôi chưa được biết. Theo sổ bộ thuế thì ước tính trong 4 năm, xã Tráng Liệt đã thu tiền của trên 1.000 hộ dân thuộc diện được miễn thuế, thậm chí còn thu chênh lệch tiền thuế lên tới hàng tỷ đồng. Hiện tài liệu liên quan tới thu chi số tiền này đã không được xã Tráng Liệt bàn giao sau khi sáp nhập về thị trấn.